Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Ngọc Long Âm Minh đây. Ok, hôm nay thì mình đang là một sĩ quan ở bên quân đội anh em ơi. Thì hôm nay tôi đang làm ở Bộ Tư lệnh Thủ đô. Có một các sếp của tôi thì hôm nay đang đi có một cuộc họp rất là quan trọng ở trong kia kìa anh em ơi. Thì hình như là mọi người đã họp xong rồi hay sao ấy. Mọi người đang chụp ảnh thì phải. Này, đồng chí kiểm soát quân sự kia, vào chụp cho chúng tôi kiểu ảnh đi. Dạ vâng, các sếp cứ để em. Cái chụp ảnh là nghề của em, nghề phụ của em đấy. Đây có, may quá em cầm theo cả cái máy ảnh đây này. Rồi, ok. Vậy cậu chụp đi. Vào đây. Các sếp cười lên chụp ảnh cho đẹp này. Anh em ơi, thì giờ tôi đang chụp ảnh cho các sĩ quan bên quân đội này. Có vẻ như là chụp làm một mấy tấm làm kỷ niệm buổi họp hôm nay chăng. Rồi, cũng được đấy nhỉ. Ngầu đét, chụp kiểu làm quả tấm ảnh to xong rồi treo ở cơ quan ấy. Đấy. Rồi, tôi từ nãy giờ là nháy được khoảng 5-6 tấm rồi đấy. Rồi, được chưa ạ? Cậu nháy thêm vài tấm nữa đi. Ở đâu? Uầy. Đây là các xe của các sếp thì có người lái lên để đón các sếp về đấy anh em ơi. Wow. Đây có các đồng chí. Đây rồi, khả năng là tôi chụp xong rồi. Đây anh em ơi, thì bên này là các xe biển đỏ của bên quân đội anh em ơi. Thì bây giờ tôi sẽ chạy ở đấy cho anh em xem nhé. Đây, thì trên chiếc xe, mấy chiếc xe này là các sĩ quan chuyên lái xe cho các lãnh đạo, các sếp ở trong quân đội anh em ơi. Đấy, đấy gọi là một binh chủng riêng luôn đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ ra thông báo cho các sĩ quan để lên xe nhé. Báo cáo thủ trưởng là xe đã đến rồi ạ. Ok, vậy tí cậu gửi ảnh cho tôi để tôi xem là có tấm nào đẹp không nhá. Dạ vâng, sếp cứ bật Zalo lên em gửi cho HD luôn. Đấy anh em ơi, thì bây giờ các sĩ quan sẽ lên xe mình này. Uầy, đây là mọi người sẽ về các sư đoàn, gọi là binh chủng riêng. Về mỗi khi họp là sẽ quay về chỗ này để họp tổng bộ ấy. Hôm nay thì chắc là các sĩ quan đang có việc gì đó nên là phải họp lại anh em ơi. Thì hôm nay tôi đi con xe UAT anh em ạ. Con xe này cũng khá là cổ. Nó ở trong quân đội cũng sử dụng khá là nhiều. Thì cũng chắc là các bác cũng muốn thay xe mới đấy, nhưng mà chẳng lẽ xe cũ để vứt đi, thế nên phải tận dụng hết sức có thể, không phải để lãng phí tài nguyên được anh em ạ. Đấy, có thì mình phải dùng chứ, chẳng lẽ này. À đây rồi, đây là sĩ quan ở bên quân chủng của tôi này. Thôi giờ về đến bộ tổng tham mưu thôi. Quay về hôm nay làm đúng cái nội dung của cái video này luôn anh em ạ. Đây, thì giờ tôi lên xe nhá. Đấy, mọi người cũng lên xe hết rồi này. Rồi, ai về nhà lấy thôi. Châu. Wow. Ở kia mà đây bộ chỉ huy quân sự còn ở lại chỗ này, còn vài người ở lại này. Đấy, xài. Các anh lính đang canh ngoài cổng đấy anh em ơi. Wow, mỗi người đi một ngả luôn. Đấy, tôi thì tôi đi cùng đường với cả chiếc xe bộ tổng tham mưu này anh em ơi. Nhưng mà tí nữa thì chắc là giờ tách ta đi đường riêng. Đấy, tôi sẽ quay về chỗ quân khu trước. Wow. Đi thôi nào. Yo. Ok, thì theo như yêu cầu của anh em mình comment rất nhiều dưới video của tôi là anh làm bảo vệ Lăng Bác đi. Nhưng mà vì đưa cái Lăng Bác vào game nó khá là lâu nên là bây giờ tôi mới làm xong video đấy anh em ơi. Thì hôm nay tôi sẽ làm về Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi việc sẽ ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi đang trên đường quay về chỗ khu quân sự đây. Tôi sẽ tuyển những chiến sĩ cao trên 1m75 anh em ạ. Bởi vì làm tiêu chuẩn để được làm lính tiêu binh canh gác ở Lăng Bác khá là khắt khe đấy anh em ơi. Không phải là ai cũng làm được đâu. Nên là lựa chọn phải kỹ. Đây, quanh đến cái đường này, quanh vòng vào đây là đến vào trong khu quân đội ở đây này. Dô dô. À xà. Ủa, mình nhớ là chỗ đầu này thường hay có quân thêm mấy ông gác ở ngoài đây cơ mà nhỉ. À, mình nhớ nhầm anh em ơi. Thì nó cái cổng ở trong tít kia cơ. À, quên mất. Uầy, cũng đã đến rồi đấy. À, có một đồng chí gác à? Hôm nay có một đồng chí gác ta. Bình thường là phải hai người trở lên mới đúng. Rồi, chào đồng chí nhá. Chắc là đồng chí kia chắc là đi nghỉ đi uống nước rồi. Rồi, mỗi một đồng chí này là canh gác là không ổn lắm đâu. Đây, giờ thì tôi đang đi vào trong quân đội đây anh em ơi. Từ cái chỗ này tôi nhớ là bây giờ mình phải đi ra chỗ nào trước ta. À, quanh vào cái khu kho này xem nào.
có các anh lính chiến sĩ đang luyện tập không nhỉ? Đi tuyển quân luôn. Ồ, bên chỗ này kho hàng rồi sao ấy? Tôi chả thấy có một anh lính nào ở đây cả. Ồ, từ từ quay lại đã. Chỗ này khu đợt trước là bọn tôi nhập ngũ ở đây này. Anh em xem những tập trước thì nhớ không? Đấy, chỗ này đấy. Uầy, từ quanh ra bên khu này này. Tôi nghi là... Ồ, sorry đồng chí nhá. Ui, chết rồi, đi hơi quá anh em ơi. Tí thì đâm vào đồng chí kia, nguy hiểm quá. Đây, đi bên bên này tôi nhớ là có các đồng chí hay đi luyện tập này. Ui, chỗ này, ui, các đồng chí bên binh chủng tăng thiết giáp này. Chắc là đang sửa xe tăng chăng? Ui, khả năng là tôi nghĩ là phải đi sang bên cái khu tập thể bên kia kìa. Đấy, tôi ra cái chỗ mà kiểu các chiến sĩ hay luyện tập ấy. Giờ này thì tôi nghĩ là đang luyện tập đấy. Ờ, khả năng là thế đấy. Đây, đi thẳng theo cái đường này quanh ra. Ui, sao đáng lẽ ra phải làm thêm một cái đường quanh sang bên kia mới đúng. Ui, đây, 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 bên này, bên này. Ui, chỗ mấy cái chỗ này nhiều gác của các chiến sĩ chốt phết nhỉ anh em ơi. À, tự nhiên lại tôi lại nhớ ra. Bây giờ tôi phải quay về chỗ bên khu sĩ quan để tôi họp lại nhá. Ai à, đây rồi, đến nơi rồi. À, xuống xe tôi, các đồng chí ơi. Ui, dạ mời đồng chí chỉ huy theo em vào trong ạ. Ai xa, ngoài đây thì có mấy các đồng chí bên binh chủng đang ở ngoài cửa tâm sự anh em ơi. Đây rồi, vô rồi. Ôi, chào đồng chí nhá. Ôi, đây, trong phòng này thì sẽ họp này anh em ơi. Thì bây giờ tôi mới đồng chí kiểm soát quân sự kia sẽ đi thay đồ ấy đã. Tháo cái băng này ra chứ mặc đồ này để đi làm nghi lễ thì nó hơi nóng tí. Đấy, mặc đồ cộc cho nó mát. Đấy, xài. Ngoài đây thì ngoài Bắc bọn tôi mùa thu rồi mát lắm. Nhưng mà anh em trong miền Nam chắc là toàn mặc đồ ngắn thôi. Mùa hè đấy. Đấy, được rồi đấy nhở. Đi thôi đồng chí ơi. À, tao xong rồi đây. Đấy, xài. Mặc đồ này dễ chịu hẳn. Ờ, tao cũng thấy thế mà. Đây, đây, tôi đang vào trong cái khu phòng họp đây. Ôi, nó ở trong này này. Ui, mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Đang chuẩn bị vào cuộc họp rồi đấy. Ôi, này, đồng chí ơi, nhanh lên, vào chỗ ngồi đi. Ôi, tôi sẽ ngồi ở dưới cái bàn này. Ê, rồi, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp được rồi đấy. Ôi, ngồi xuống thôi. Không biết là hôm nay cuộc họp sếp có đề cập về vấn đề gì ta. Ôi, lúc nãy thì tôi thấy là các sếp họp căng lắm này. Ôi, chuẩn bị lắng nghe thôi. Chào các đồng chí. Theo như buổi họp vừa rồi vừa diễn ra thì Bộ Quốc phòng đang có một số đề xuất về sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự. Trong đó có quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập. Quy định hiện hành công dân nam đủ 17 tuổi trong năm phải thực hiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ôi, theo như tôi đang nghe ngóng ấy thì cái bộ luật này sửa đổi thì khả năng là những sinh viên hay là học ở cao đẳng anh em ơi, học xong thì 4 năm hoặc là 3 năm học xong sẽ phải đi nghĩa vụ. Mà tôi nghĩ là như thế thì nó cũng không ổn lắm. À, bây giờ tôi mấy đồng chí này sẽ đi sang bên ngoài để làm nhiệm vụ cái đã. Ôi, nãy thì tôi cũng xin thủ trưởng rồi. Nãy thì nghe một lúc thôi mà. À, chào các đồng chí nhá. Ấy thì tôi lại nói tiếp cái câu chuyện lúc nãy. Thì nếu mà anh em đi học đại học xong ấy, xong rồi tự nhiên về đi nghĩa vụ đúng không, xong về tôi, nếu mà là tôi ấy, tôi đi học đại học xong nhá, xong tôi về đi nghĩa vụ rồi tôi quên sạch kiến thức luôn, xong ra chả biết làm kiểu gì cơ. Nhưng mà nói chung là cũng như thế thôi. Nếu mà sau này anh em mình có đi học đại học ấy, nếu mà học xong mà chưa có việc làm ấy thì tôi nghĩ là phải đi nghĩa vụ thôi. Đấy, đấy là việc mà mọi công dân đến tuổi phải đi thôi anh em ạ. Gọi đến 27 tuổi cơ mà. Anh em không chạy mãi được đâu. Cứ đi chơi sớm đi cho nó chắc. Không sau này có vợ con rồi đi nó lại khó ra. Rồi, thôi vào vấn đề chính này. Bây giờ tôi đang ra cái chỗ khu của mấy các chiến sĩ luyện tập này. Tôi đi tuyển các chiến sĩ cao to. Đấy. Đẹp trai. Đấy, giống Sơn Tùng MTP. Đấy, phải tầm đấy anh em ạ. Chứ còn hơi thấp là cũng không đủ tiêu chuẩn anh em ơi. Rồi, ra đây xem nào. Đấy, ơ, khu này sao lại vắng thế nhỉ? Tôi có thấy có một vài chiến sĩ đang tập ở ngoài này này. Thôi rồi, quay vào. Tôi nhớ rồi, phải ra cái khu tập thể mà các chiến sĩ hay ở đây. Đấy, khu này khu luyện tập rồi. Đấy, quay ngay này, khu sân chơi luyện tập đây rồi. Vào trong khu này chắc chắn là có rồi. Đấy, sợ anh em thấy chưa? Tôi nói có đâu có sai đâu, có cả mấy các sĩ quan trong này nữa này. Ôi giời, anh em nhìn thử chiến sĩ kia xem, đang cởi trần đấy. Giời,
hít xà tập tạ gây phết nhỉ, cơ bắp phết. Nhưng mà tôi nghĩ là đồng chí này không chưa đủ tiêu chuẩn lắm, vẻ như là cũng không cao lắm nhỉ, cơ bắp cũng khá đấy, nhưng mà về điều lệnh với các thứ thì còn phải luyện tập nhiều. À, chào các đồng chí nhá. Thì hôm nay tôi đến đây để tuyển thêm các chiến sĩ mới có đủ tiêu chuẩn để đến làm cảnh vệ Lăng Bác ấy. Thì tí các đồng chí cho tập trung ở sân sau nhá. Ơi, bây giờ tôi ra sân sau đấy trước nhá. Đấy, anh em ơi, thì tôi bảo hai đồng chí kia rồi. Uầy, đi tập hợp mấy các chiến sĩ đang ở quanh khu này lại. Ra bên đấy. Tôi mấy đồng chí của tôi sẽ sang bên đấy chờ đã. Rồi, lên xe thôi đồng chí ơi. Rồi, come on. Xà, tuyệt luôn đấy chứ nhỉ. Đấy. Uầy, trong khu này nhiều người luyện tập phết. Uầy. Hợp lý. Uầy. Đấy, cái sân rộng rãi to này thì chúng tôi tha hồ mà tuyển chọn và tập luyện các thứ luôn. Đấy, đỗ xe đây luôn. Ngoài chỗ để đường kia cho các xe còn chạy. Rồi. Uầy, cái khu này là khu bóng rổ anh em ạ. Chỗ này làm chỗ sân tập cũng hợp lý này. Đấy, sau giờ giải lao rồi chơi bóng rổ. Ái xà, hợp lý. Rồi, ngồi đây đi. Hôm nay trời đẹp nhỉ mày nhỉ? À, công nhận hôm nay trời đẹp thật. Rồi. Sao cái hội ghê lâu thế nhỉ? Mới ngồi được một tí mà mày. Ờ, lát nữa thì tao với mày vào thăm Lăng Bác đi. Ôi giời, tụi mình còn nằm ở đấy lâu, còn nằm ở đấy dài. Hôm nào chả đi thăm Lăng Bác mà. Ờ ha, chú lỗi cũng hợp lý. Hai, để xem nào, đợt này luyện tập thêm vài anh lính cũng khó khăn đấy nhỉ. Tôi thấy ở đơn vị này thì cũng khá là nhiều người đáp ứng đủ cái tiêu chí chúng ta cần đấy. À, để ra xem là tình hình thế nào đó. Ôi, các anh lính có vẻ như đang ra đây rồi. Ai dạ, tuyệt vời quá nhỉ. Đông đủ quá. Báo cáo chỉ huy là bọn tôi đã có mặt. À, cậu ở đấy chờ tôi một tí. Rồi, cho các xếp hàng đi, tập hợp rồi đi. Rồi. Rõ thưa chỉ huy. Này, ra điều hành thôi ông bạn ơi. À, lên thôi. Hòa, xem nào. Ui, ông bạn này, hình như là tôi thấy cái đội này nó ngang nhau hay sao ấy. Này, ấy anh em thấy chưa? Ui, khả năng là cái đội này ở trong game là chiều cao nó bằng nhau mất rồi. Rồi, chào các đồng chí nhá. Tôi và đồng chí Lâm đây, hôm nay sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các cậu làm một người lính tiêu binh, làm cảnh vệ danh dự ở Lăng Bác. Đấy, thì cái bài tập đầu tiên ấy là sẽ là đi điều lệnh. Khi mà các cậu có thể phải là luyện tập trong vòng nhiều tháng thì mới có thể là đi chuẩn được. Và khi mà đứng canh ở Lăng Bác ấy thì chúng ta sẽ là mỗi người đứng một giờ sẽ thay nhau cho gọi là đỡ mỏi. Rồi, bây giờ nha, chúng ta sẽ tập hợp sang bên này. Bên trái quay, bước đều bước. Rồi, các đồng chí bước thế là đều rồi đấy. Rồi, đi cũng khá là đều đấy, ổn đấy. Ui, mà đi xong rồi các đồng chí này bị lộn xộn hết hàng lên rồi kìa. Rồi, xếp lại hàng đi, chỉnh đốn cho ngay ngắn nào. Nghiêm. Rồi, ổn đấy nhỉ. À, một đồng chí bước lên. Dạ, có điều gì chỉ huy cần căn dặn à? Cậu đi vào trong kho kia lấy cái hộp vũ khí ra đây. Dạ rõ thưa chỉ huy. Rồi, cậu đi đi. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đi điều lệnh và cầm thêm khẩu súng nữa. Ôi, nói đến làm về cảnh vệ Lăng Bác tôi mới lại nhắc lại cho anh em này. Bởi vì trong game là tôi không thể mod được đi điều lệnh chuẩn như ngoài đời, nên là khả năng là về sau, chính vì điều đấy nên là tôi đến giờ tôi vẫn chưa làm duyệt binh anh em ơi. Thế nên là cứ từ từ đã nhá. Ôi, đồng chí để xuống đi, về chỗ của mình đi. Rõ. Uầy, mà phải công nhận là đồng chí này khỏe thật đấy. Cái hộp này bao nhiêu khẩu súng mà đồng chí cứ bê được, một mình bê được. Tài thật. Bê, đúng là con người sức khỏe trẻ có khác. Uầy, đây, xuống đây rồi, tất cả mà các đồng chí lên đây mỗi người lấy một khẩu đi. Mang về xong xếp hàng đứng như chỗ cũ đi, để chúng ta tập luyện duyệt binh. Uầy, tuyệt vời đấy nhỉ. Ôi, vẻ như là trời dạo này âm u ấy nhỉ, sắp mưa hay chăng? Ôi, vừa nói xong mưa rồi. Dạ thưa chỉ huy, là mưa này có nghỉ không ạ? Ôi, các đồng chí vậy là không biết rồi. Trong quân đội, mưa to tức là mưa nhỏ, mà mưa nhỏ tức là không mưa. Tiếp tục tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nào. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua,
kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đó là truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Rồi, các đồng chí chuẩn bị vào vị trí nào. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tập quanh cái khu sân này cho đến khi nào các đồng chí có thể đi được tốt hơn thì thôi. Đằng sau, quay, bước đều, bước. Ôi, các đồng chí ơi, hai đồng chí này đi rời ra khỏi hàng đấy nhá. Nát nữa là tôi phạt đấy nhá. Rồi, nghiêm. Rồi, các đồng chí đi này còn phải luyện tập rất là nhiều. Vẫn còn đi nầm đường nhạc lối đây này. Rồi, bên trái, quay, bước đều, bước. Rồi, lần này thì các đồng chí có vẻ là đi tiến bộ hơn rồi đấy. Rồi, anh em ơi, thì ngoài đời là đi chân nó phải đánh cao lên cơ. Nhưng mà trong game thì tôi chịu chết. Hôm nào tôi phải nhờ mấy cái ông chuyên làm animation phải sửa cho tôi mấy cái động tác này mới được. Cái này khi mà tôi làm xong cái đấy là tôi chắc chắn sẽ làm buổi duyệt binh cho anh em xem rồi. Lớn nhất từ trước nay luôn. Rồi, bên phải, quay. Rồi, tốt lắm các đồng chí. Rồi, lần này bước đều chưa? Anh em thấy bước đều chưa? Sợ quá là đều luôn đấy chứ. Tuyệt. Rồi, có vẻ như là sau hai lần đi hụt hụt thì cũng bước đều hơn rồi đấy. Rồi, bên phải bước. Rồi, wow, tuyệt vời quá. Này, đều tăm tắp luôn anh em ơi. Tôi mà làm được quả animation mẹ đá chân cao mới cả tay mẹ lên ngang ngực nữa thì thôi luôn, mẹ hết nước chấm. Rồi, tuyệt vời. Rồi, đây ra bên chỗ bên khu này xong rồi tiếp tục luyện tập đi vòng quanh sân đi. Chứ các đồng chí này còn phải tập luyện nhiều lắm này. Bây giờ tôi sẽ bàn giao lại mọi việc cho đồng chí Lâm này sẽ phụ trách các đồng chí để tiếp tục luyện tập. Rồi, tôi có một chút việc. Rồi, đúng là phải thay nhau mà huấn luyện thôi anh em ơi. Tôi ra đây chờ đồng chí tí để tôi lại dạy. One hour later. Buổi tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng mà còn phải luyện tập nhiều lắm. Bây giờ cậu cất cái đống vũ khí đi. Mai chúng ta lại tiếp tục luyện tập. Ôi, thế là chắc là xong rồi anh em ơi. Ok rồi đấy. Ôi, hai, tôi phải rủ đồng chí Lâm quay về chỗ của các sĩ quan thôi. Nghỉ ngơi thôi, cũng chiều rồi anh em ạ. Ôi, này, chúng ta lên đường thôi. Ok, đi thôi. Khả năng là mai tôi phải đưa các chiến sĩ này lên trên Bộ Tư lệnh Thủ đô để chuẩn bị cho cái đợt tập duyệt ở trên Lăng Bác anh em ơi. Ôi, cho lên trải nghiệm luôn chứ. Đây, ở đây là chỗ ở chỗ quân khu tôi đang tuyển thêm các chiến sĩ mới đây. Mà anh em thấy đấy, trong này trong game thì nó cao bằng nhau rồi nên là tuyển chọn hết luôn. Đấy, xả. Rồi, quay về thôi. Bên này là cái khu của các chiến sĩ nghĩa vụ sẽ sinh hoạt ở bên này anh em ơi. Thì bên chỗ dành cho sĩ quan thì nó ở bên cái tòa nhà bên kia cơ. Đấy, như cái chỗ gần cái chỗ mà lúc nãy tôi sinh hoạt đấy. Uầy, trời hoàng hôn đẹp quá nhỉ. Đây có một cái chiếc xe tăng này anh em ơi. Ui, bị chủng tăng thiết giáp luôn này. Ui, quanh bên này xem nào. Đây rồi, vào trong cái khu nghỉ của sĩ quan đây rồi. Khả năng là sẽ đi tắm rửa xong rồi cơm nước. Xong rồi chuẩn bị mai dậy sớm là lên đường anh em ơi. Đây, tôi sẽ đỗ xe vào cái khu đây, chỗ này được đẹp này. Ui, xuống thôi đồng chí ơi. Ok rồi đấy. Ai xả, không biết hôm nay là đồng chí ở dưới bếp cho ăn món gì đây. Ok, vào thôi. Ui, ở đây đây, cái nhà tập thể của sĩ quan ở bên này đây anh em ơi. Thôi, bye anh em nhá. Hẹn anh em vào ngày mai. Đi thôi, come on. Joe. Tomorrow for sure. Wow, đây rồi. Thế là sáng ngày hôm sau rồi. Come on, chúng ta ra đến ngoài chỗ sân kia thôi. Xem tình hình các đồng chí như nào rồi. Nhanh lên nào. Rồi, tôi nghĩ là các đồng chí đang tập hợp ngoài sân đông đủ để chuẩn bị đi rồi. Dậu. Rồi, có một đồng chí đã sáng sớm đã ra canh gác rồi kìa anh em ơi. Chắc là kiểu trực xong rồi đổi ca ấy. Rồi, lên đường thôi. Quá sẵn. Con xe này tôi đi phải cẩn thận để giữ gìn chứ không phải va quẹt nó xước ra lại phải sơn lại cũng tốn chi phí ra. Đây rồi, come on, come on. Wow, quanh sang bên này. Ok rồi đấy. Uầy, anh em nhìn này, ngắm bình minh này. Xài, chiêu quá anh em ơi. Chiêu chiêu, không khí sáng dậy sớm lại còn trong lành nữa chứ.
Thế còn gì bằng nữa. Đây, ra đến khu này thì tôi nghĩ là đoàn xe sẽ tập trung ở bên kia kìa. Rồi, đi từ từ thôi, đến nơi rồi. Ui anh em ơi, đấy tôi nói có sai đâu. Các đồng chí đã tập trung ở đây sớm thế nhỉ. Ui, à, chuẩn bị lên đường có khác. Rồi, cặp ba lô liếc đầy đủ này. Ok rồi đấy. Thế đỡ phải, chắc là lúc nãy nghe tiếng chuông báo động của quân đội sáng gọi dậy anh em, dậy ngay ấy. Chuông báo thức. Wow, xếp hàng đầy đủ chuẩn bị lên đường này, được đấy. Rồi, chào các đồng chí nhá. Ui, trên này hai con xe vận tải này. Ở trên kia có các đồng chí kiểm soát quân sự này, chắc là đang kiểm tra lại doanh số chăng. Rồi, chào đồng chí nhá. À, chào đồng chí. À, bao giờ lên đường đấy? À, chúng ta đang còn chờ thêm một vài sĩ quan nữa. Ờ, vậy à? Ờ, họ cũng sắp đến thôi, hình như là vừa đến đấy. À, ừ nhỉ. Vừa bảo xong là cái đến luôn này anh em ơi. Chắc là các sĩ quan cũng đi hộ tống cùng luôn đấy. Rồi, cái điều lệnh. Ui, các sĩ quan đi đều nhỉ, đi chuẩn luôn đấy chứ nhỉ. Xà, ngầu đét. Rồi, tôi cũng nghĩ là cũng chuẩn bị lên đường đến nơi rồi đấy. Tầm này là lên là vừa rồi đấy. Đi thôi các đồng chí ơi. Ui, tuyệt. Rồi, mọi người đang lên xe hết rồi. Tôi sẽ quay trở về xe của tôi thôi. Ui, anh nào, không rồi các đồng chí bỏ tôi lại mất. Rồi, go go. Wow, các xe đang di chuyển rồi này anh em ơi. Rồi, đi theo hàng lối luôn. Xài, hôm nay thì có một chiếc xe cảnh vệ của bên quân đội sẽ dẫn đường thôi anh em ơi. Cũng không hẳn là một đoàn VIP nữa mà phải hộ tống nhiều nên là không có các xe máy bên kiểm soát quân sự nữa. À, căn bản là tôi cũng lười spam ra để cho các đồng chí đi cùng. Rồi, đi thôi, tôi lên kia kiểm tra xem là tình hình nó có đi đúng hàng không. Tôi thấy chiếc xe kia kiểm cảnh vệ quân đội kia đi hơi nhanh đấy nhá. Đi phải đợi đoàn chứ làm gì mà phóng vèo 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 thế. Rồi, đâu rồi? Ui, đi hẳn trước mà hẳn một đoạn kia kìa. Đây đây đây, tôi tăng tốc tôi vượt lên cái. Đây, đây lại đi từ từ lại rồi. Đấy, đi phải đợi các xe đằng sau chứ. Cậy mình là xe bán tải đi nhanh à? Đấy, các xe tải đằng sau đi từ này cơ mà. Yo. Rồi, đây ra ngoài cổng là có hai đồng chí gác thì phải. À, tôi nhớ không nhầm là. Rồi, đấy, anh em thấy chưa? Có hai đồng chí gác mà. Rồi, xe đã ra khỏi cổng quân đội rồi đây. Rồi, tôi cũng ra rồi. Yo. Là tiến thẳng về chỗ bộ tư lệnh thủ đô thôi. Come on, come on. Đi này cứ phải đi từ từ thôi anh em ạ. An toàn ở trên hết. Đấy. Mặc dù là xe ưu tiên đấy nhưng mà đường xấu thì cũng phải đi từ từ chứ làm sao mà phóng vào vèo được. Đúng chưa? Đấy, ra ngoài đây rồi. Khả năng là tôi sẽ phải skip qua đoạn này cho nó nhanh thôi anh em ơi. Chứ còn đi nếu mà cứ đi thẳng ra thì video còn lâu mới hết. Rồi, đi nha. Let's go. A few minutes later. Đây rồi. Tôi sau một lúc đi một đoạn dài thì cũng đã gần đến chỗ Lăng Bác rồi. Khả năng là các đồng chí này sẽ được đến luyện tập trực tiếp luôn ở gần Lăng Bác. Wow. Ủa, anh em thấy chưa? Đây là Lăng Bác ở trong game GTA 5 đã được đưa vào. Nhưng mà có lẽ là nó vẫn còn hơi sơ sài một tí bởi vì còn thiếu nhiều đồ vật. Sắp tới thì tôi sau khi làm xong video này tôi sẽ khả năng là tôi sẽ làm thêm nhiều thứ nữa. Ở bên hai bên nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm mấy cả đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại thì phải. Tôi sẽ làm chi tiết hơn một tí. Wow, anh em nhìn đây. Đây là gần Lăng Bác này, có các anh lính cảnh vệ này. Wow, bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Bác ấy. Xà, của bên quân đội luôn. Wow, quách nhờ. Tôi nhớ là hồi trước ở hình như là ở bảo tàng Hồ Chí Minh thì có các anh lính hình như là của bên cảnh vệ của công an anh em ơi. Đây là bên của quân đội này. Chỗ của Lăng Bác thì luôn lúc nào cũng là của quân đội rồi. Wow, đỉnh thật sự luôn anh em ơi. Công nhận cái ông làm model cái Lăng Bác này vẽ chi tiết thật đấy. Giá mà ông ấy vẽ hẳn cái quảng trường Ba Đình với tôi nữa thì tôi đỡ phải làm anh em ơi. Thôi chúng ta cùng làm lễ thượng cờ nha. Chào cô! Chào! Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng kêu vua, quân trên dồn vang trên đường thẳng thành xa. Cờ đi mau chiến thắng vào hồn nước, xuân ngoài xa chen phúc quân hành ca.
Ok anh em ơi, thì tôi vừa hoàn thành xong lễ thượng cờ ở Lăng Bác rồi. Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Nếu anh em xem xong thấy hay, có thể like, share, subscribe và nhớ bấm cái chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video gì từ mình nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Tôi lại tiếp tục làm việc của mình đây. Để xem nào.